Vâng, shop Tuấn Lan, Lan Tuấn đến từ Bắc Giang lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác những về những âm ly hay là loa toa hay loa check để cho dành cho các bác đam mê bẫy chim đêm. Thì bây giờ cũng sắp đến mùa bẫy chim đêm rồi, anh em trong miền Nam là đang đánh rồi, thì còn các bác ở trong miền ngoài bàn miền Bắc thì cũng chuẩn bị, chỉ còn chỉ vài ngày nữa là các bác đi đánh chim đêm thôi. Thì bây giờ mùa chim di cư về bắt đầu rất là nhiều rồi, thì các bác nào mà chưa sắm hoặc có nhu cầu thì alo cho shop theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Tân Yên, Bắc Giang, ship COD toàn quốc các bác nhé. Các anh em được quyền kiểm tra hàng, test thử ok mới thanh toán tiền, nên anh em yên tâm, shop bảo hành cho các bác 15 ngày, nếu như các bác trục trặc em đổi cho các bác cái mới. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu là những chiếc âm ly các bác nhé. Âm ly thì nó có 3 mẫu, nhà em có rất nhiều mẫu âm ly. Thì như các bác thấy đây là 253 này và 263 đấy, và MXZ đấy. Nếu mà ba cái mẫu âm ly là thường thường năm nay là đánh ba cái mẫu này, đánh là mẫu chung đấy, nên hàng rất là đẹp để cho các bác chơi văn nghệ giải trí không nhá. Mẫu âm ly 263 này thì nó âm ly 263 không nhá. Đây em giới thiệu cho các bác từ từ để các bác, nếu mà bác nào chưa biết thì có thể tham khảo cái mẫu này. Mẫu âm ly 263 này các bác nhìn kỹ nhé, thì nó là màu xanh đấy, màu xanh dương đấy, các bác nhìn kìa. Thì phụ kiện đầy đủ không nhá, nó chỉ có, nếu các bác mua âm ly bên em là bên em sẽ tặng cho các bác một cái áo thẻ to này, để các bác về các bác cắm thẻ là vào các bác chạy thôi, còn thẻ nhớ em bên em bán riêng. Thế còn tiếng thì em tải cho các bác miễn phí. Thế còn cái dây nguồn cũng tặng cho bác dây nguồn, một cái lọc thẻ to, một dây nguồn đi theo để các bác về các bác đỡ phải đi tìm mua. Nên là cũng nhiều các bác mới mua chơi thì các bác có thể là tham khảo cái mẫu này. Cũng rất nhiều các bác mua cái mẫu âm ly 263 này rồi. Đây là cái mẫu âm ly 263 các bác nhá. Đấy, hàng rất là đẹp. Chạy nguồn điện là 220V, thì các bác nếu ở gần nhà các bác cắm được nguồn điện 220V. Thế còn các bác ở xa ngoài đồng thì các bác cắm nguồn điện 12V các bác nhá. Đấy, các bác cắm cái nguồn điện 12V thì cắm ở đây, dây nguồn 12V đây. Thì em sẽ tặng cho các bác để các bác nối ra ắc quy. Đấy, thì nó có 4 cổng các bác nhá. Đấy, 4 cổng thì là 2 cổng ra và 2 cổng vào. Đấy, là mỗi một cổng là nó rơi vào 300W. Đấy, nên là anh em yên tâm thoải mái đánh. Đấy, 300W, 300W. Nên là các bác yên tâm đánh những cái mua hai loa check, hai loa kèn thoải mái, hàng bao nhiêu watt cũng được, nên là các bác cứ sử dụng thỏa manh luôn. Đây là 2563, 263 mẫu âm 2 ly 263 nhá. Và đây là cái mẫu âm ly 253. Đây là cái mẫu âm ly 253 các nhá. Thì bên em là cung cấp tất cả các dòng âm ly. Đây là cái 263 này. Thì nó chỉ giống nhau thôi, về màu sắc thì rất là giống nhau các nhá. Nhưng mà cái mẫu này thì nó có cái có cái màn hình ở đây các bác nhá. Đấy, còn giá cả thì như nhau thôi, bên em là bán xô, nếu mà các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho shop để đặt hàng, nó chỉ có 450.000 thôi, em bao cước về tận nhà rồi, nên là các bác yên tâm, hàng rất là đẹp luôn, bảo hành cho bác 15 ngày nếu trực chặt đối mới, cái mới em đổ cái mới luôn. Đây là cái mẫu âm ly mà nó là MXZ, thì năm ngoái em bán rất trên nhiều, các bác đã dùng rồi. Hàng này cũng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, cái mẫu này thì nó cũng đầy đủ phụ kiện, cũng một cái cũng một cái mẫu này thì nó màu đen các bác nhé. Đấy, màu đen. Đấy, các bác có thể tham khảo mẫu này. Mẫu này thì nó cũng có cái màn hình ở đây. Đấy, màn hình đây, màu đen, màu XZ. Anh em dùng cũng rất là nhiều và chạy cũng rất là bền các bác nhé. Đấy, em chỉ giới thiệu sơ qua thôi, vì số lượng thì rất là nhiều nên anh em yêu tâm. Thì còn cái loa kèn loa check đây các bác nhá. Đây, loa kèn loa check thì cái mẫu này thì đây, kèn là kèn nhọn các bác nhá. Đấy, các bác đánh kèn nhọn thì nó hiệu quả hơn. Đấy, hàng 5W rất là đẹp long lanh luôn, nên là đánh rất hiệu quả. Bây giờ đang đến mùa rẽ run này, các bác cũng đánh rất là nhiều cái mẫu kèn loa kèn này. Thì bên em ngoài ra còn cung cấp tất cả các hàng loa toa các bác nhé, đầy đủ bộ đồ nghề đẫy chim đêm và cả lưới. Đây là cái loa toa 15W của Việt Nam các bác nhé. Đây, 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 hàng này cũng rất là đẹp, giá thì chỉ có 300.000 đồng thôi. Đấy,
Đây, 15W, 20W. Đấy, 15W, đây mẫu này mẫu 15W các nhá, 8 ohm. Đấy, hàng của Việt Nam. Thế còn như cái mẫu loa này thì em để trong cái thùng này các nhá, đóng gói cho các bác thì là như này. Đây là cái mẫu của Indo. Đấy, trong cái thùng như này luôn. Hàng này sẽ chất lượng hơn, đắt tiền hơn các nhá. Đấy. Hàng này để nhìn các bác có thể nhìn kỹ này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng này hàng nhôm đẹp, nhôm dày luôn. Nhìn chất lượng nó sẽ khác. Hàng anh em yên tâm, cái mẫu này cả cả bác rời hôm nước nhấc lên đánh vẫn bình thường. Đấy, nên là anh em yên tâm mẫu này. Nó rất là bền các nhá. Đấy. Đây là cái mẫu 10W. Đấy, 610 là 10W. Và 8 ohm các bác nhá. Đây, loa nó rất nhỏ gọn thôi, như tiếng của nó thì các bác không có chê. Đảm bảo cho các bác đánh chim đêm thì yên tâm luôn. Đây là cái mẫu 10W các bác nhá. Và tiếp tục giới thiệu cho các bác cái mẫu hàng Indo. Thì đây là cái 15W này. Và hàng Indo này. Mẫu này thì nó cao cấp hơn, nó to hơn các bác nhá. Đấy. Đây. Mẫu này thì nó cao cấp hơn. Đấy. Chất lượng của hàng Indo nó sẽ khác các bác nhá. Về sơn si hay là về mẫu loa nó sẽ là rất ổn định hơn, đánh nó đảm bảo chất lượng hơn các bác nhá. Nên các bác nào mua thì cứ alo cho shop để đặt hàng. Đấy. Đây là cái mẫu 15W các bác nhá. Đấy. Và tiếp tục giới thiệu cho các bác cái mẫu 30W. 30W thì chỉ có những các bác trong miền Nam thôi. Các bác muốn loa mình nó to nhất khu vực đấy thì chẳng hạn đồng nó xa to nữa thì các bác nên mua cái mẫu loa to 15W này. Đây. 15W này thì đẳng cấp hơn các bác nhá. Đấy. Mẫu này thì nó rất là to, âm thanh không thể suy nghĩ được. Đây, các bác nào đi bán hàng được. Mẫu này thì dành cho các bác đi ra ngoài chợ bán hàng cũng rất là ok. Đấy, mẫu này thì nó to, âm thanh lớn hơn so với dòng kia. Đây, 630, 30W, 8 ohm các nhá. Đấy, hàng của Việt Nam, hàng của Indo các nhá, xin lỗi các bác. Đấy, hàng của Việt Nam sẽ chất lượng sẽ kém hơn. Em cũng phải tư vấn các bác vào. Vậy vì tiền nào của đấy nên là rất mong là các bác xem kỹ cái video. Và tư em các bác nào mà thắc mắc hay có vấn đề gì tư vấn thì cứ alo cho shop để em sẽ tư vấn cho các bác cụ thể mua cái mẫu loa nào hay mua âm ly nào nó hợp túi tiền hay là đảm bảo chất lượng. Cũng rất cảm ơn các bác đã xem cái video. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.